Hi, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì sáng nay mình vừa đi làm về thì mình vô cho thỏ ăn á mọi người. Thì lúc mình mở cái xô cám ra thì gặp cái cảnh này nè mọi người. Đây, mình mở xô cám ra thì gặp cái này. Giật mình luôn mọi người. Thỏ con. Hồi tối là mình cũng nghi con thỏ này nó đẻ nè. Tại nó được 30-31 ngày rồi. Cái mình có dặn anh mình buổi tối mà ngủ ở dưới mà nghe tiếng thỏ kêu thì chạy ra giùm. Thì hồi nãy mình vô mình đọc tin nhắn thì thấy 1 giờ sáng ha là nó đẻ. Anh mình bắt bỏ ra đây cho mình luôn. Đây. Được 4 con ha. Nhìn như con chuột á. Dễ thương ha mọi người. Thì đây. Đây là con thỏ mẹ ha. Mình phối ngày 1 tháng 11. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 11. Thì 31 ngày. Con này thì mình chỉ thấy nó bỏ ăn thôi ha. Mình không thấy nó nhổ lông hay là cào lông gì hết. Nên mình cũng chưa có chuẩn bị rổ cho nó. Sắp tới thì cũng sẽ có mấy con như con này cũng đẻ này. Con này cũng đẻ này. Rồi thấy cái bà ngoài đây. Cái bà ngoài đây cũng sắp đẻ rồi nè mọi người. Mình thấy con này cào lòng dữ lắm. Bà này chắc sắp đẻ rồi đó. Phối ngày 11 tháng 11 ha. Thì có thể là video mình sẽ đăng lên nó bị trễ. Nó sẽ không đúng ngày đâu ha mọi người. Ok, sẵn giới thiệu cho mọi người. Đây là hai con thỏ mình mới mua thêm ha. Mà một con thỏ đực với một con thỏ cái. Con thỏ này để mình phối với đàn thỏ cái ở nhà ha. Mình đổi giống. Đây. Còn đây là ba con thỏ con mà bữa ba con thỏ em út á. Ba con thỏ em út. Giờ mình tách mẹ rồi ha. Giờ cũng lớn rồi. Giờ cũng lớn rồi đó. Ham ăn lắm. Mỗi lần cho ăn là đu hơi bị ghê mọi người ơi. Còn đây là lứa thỏ mà hồi đợt mình quay trên xe ba gác cho mọi người coi á. Tụi nó ở với nhau này coi nè. Tụi nó cắn chuỗi lông nhau hết trơn. Nhìn ghê quá. Ok, đây là lứa thỏ mà mình quay ha. Đây là mấy đứa em út. Tụi thỏ mà nó ở chung lúc nào nó làm gì cũng phải bu nhau vậy hết nha mọi người. Làm gì nó cũng phải bu nhau, nó mới chịu ăn cũng phải bu, uống nước cũng phải bu. Mình vừa rửa mấy cái rổ này để xíu mình bỏ vô cho mấy con thỏ mẹ ha. Sắp tới là con này 11. Đợi nó khô đi. Đợi nó khô rồi mình bắt mấy con thỏ con bỏ vô lại ha. Thấy con thỏ mẹ nó cũng nhổ được ít lông rồi nè. Nó đang nhổ lông nè mọi người. Thấy không? Nó đang nhổ lông nè. Lông của nó ở dưới nè. Nó đang nhổ lông. Ok, mình đợi cái rổ nó khô rồi xíu mình sẽ bắt vô ha. Thì ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Rồi khi nào mà mình có cái gì mới thì mình sẽ quay thêm cho mọi người ha. Khi nào có gì mới thì mình sẽ quay thêm. Mọi người xem video đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký nha. Bye bye mọi người.